Xin kính chào anh chị nhà đầu tư quay trở lại với video trên kênh điện thoại Tây Ninh Tiếp tục thì ngày hôm nay em đang đứng tại vị trí là ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Để giới thiệu với anh chị một lô đất chính chủ nhà vườn chưa qua đầu tư Một lô đất giá rất rẻ nha anh chị à, Đây là cơ hội để anh chị nào đã lỡ những miếng đất trước Thì ngày hôm nay nhanh tay sở hữu miếng đất này Thế đất là mặt tiền đường nhựa dài đến 84m nha anh chị đây, Rất là khủng luôn và khu xóm đông dân cư thì trước khi đi vào review thực tế em sẽ cho quý chị xem được quyển sổ ngày hôm nay nha đây là quyển sổ lớn của chủ nha anh chị tổng trên diện tích đất ngày hôm nay có đến 7 thửa đất nhưng mà chủ chỉ bán riêng một thửa 207 thôi với tổng diện tích là 1603,9 mét vuông nha anh chị địa chỉ như em đã chia sẻ anh chị là nằm tại ấp Long Cường xã Long Khánh huyện Bến Cầu Tây Ninh và hiện tại sử dụng đất là lúa nước còn lại là ca. chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư được nha anh chị đất này thì em đã chết quy hoạch rồi đây bây giờ để nhìn sâu hơn thửa đất của mình em sẽ review ngay cái thửa mà chủ cần bán nha à còn cái hình này thì em khoanh tròn cái thửa 207 anh chị cho anh chị dễ xác định nha cái diện tích là 1 1003,6 m vuông rồi bây giờ vào hình dạng thửa đất trung tâm chính giữa tấm hình thì anh chị thấy được là thửa 207 gạch dưới dưới là diện tích 1.603,6 m2 thì anh chị thấy được cái mặt tiền đường nhựa thì hiện tại sổ còn đường đất nhưng anh chị mua công chứng sang tên thì sẽ cập nhật sang đường nhựa liền bởi vì hiện trạng của mình là ở đường nhựa rồi thì dài đến 84 m cái phần hậu bên phải vào là 41 m và cái mặt hậu cuối cùng là 76 m thì thế đất của mình là hình tam giác nha anh chị với diện tích rất là lớn 1.603,6 mét vuông và đường nhựa này là đường lộ dấu quy hoạch 20 m đường rất là rộng à, và từ đường dưới đất của mình thì sẽ có một con mương nhỏ để dẫn nước đấy là toàn bộ về cái hình dạng thử đất của mình ngoài ra thì thử đất của mình là hướng Tây Bắc nha anh chị nếu anh chị nào hợp hướng thì liên hệ với em ngay qua số điện thoại là 098 1877 139 để đi liên hệ xem đất ngay giờ phút này rồi bây giờ review thực tế bên ngoài nha đây là mình đang đứng trước mặt tiền của thửa đất anh chị. Đường nhựa rất là liền và thông thoáng, khu xóm đông dân cư nha. Nhà cửa hai bên san sát với nhau luôn. Và khu vực này thì anh chị mua về có thể xây nhà ở ngay. Ngoài ra có thể kinh doanh quá xá ở vị trí này. Đây là hình dạng miếng đất của mình từ vị trí này. Kéo dài theo cái mặt tiền đường nhựa là 84 m tới góc này, à, cắm trụ đỏ và mặt này sẽ là 76 m và kéo dài lên là 41 m. Đấy. Có một con đường mòn bên phần 41 m anh chị Để đi dài vào bên trong Phần đất canh tác của chủ nhà nha anh chị Đấy, Mặt tiền đường này thì quy hoạch lộ giới rộng đến 20 m Đường điện nhà nước đi ngang Bây giờ thì em sẽ đi hết cái phần mặt tiền 84 m cho anh chị xem nha Đến cái phần mũi nhọn phía kia thì Có đã cắm trụ đỏ rồi thì từ vị trí này anh chị di chuyển về ủy ban nhân dân xã Long Khánh là khoảng hai cây số trung tâm thị trấn Bến Cầu là khoảng 12 cây và về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 75 cây nha anh chị thì vị trí này cũng tương đối Chờ xem xem như những miếng đất vừa rồi em đăng trên kênh điện thoại Tây Ninh thì chắc hẳn anh chị nào thường xem xem video trên kênh em thì rất quen thuộc về cái vị trí từ đất của mình về Sài Gòn cũng như là thành phố Tây Ninh nha ở đây là cái trụ đỏ hết 84 m nè kéo dài xuống có 4 mét nữa và mặt này dài xuống 76 m đấy và ngoằn luôn nha thì thế đất ngày hôm nay nói chung á, là nó hơi không được đẹp một xíu tại vì nó là hình tam giác thế nhưng với phần diện tích là 1.603,9 mét vuông thì đủ cho anh chị có thể xây nhà và lập một mảnh giường rất là rộng ở trên vị trí đất này rồi hiện tại trên đất của mình có ba cây dừa nha anh chị và một cây xoài đấy em đang đi đến cái góc mà giao giữa 84m và bề hậu giao 41m nè để đi sâu vào trong quay cho anh chị xem và hiện tại thì à, miếng đất này xin thông báo lại một lần nữa là đất chính chủ nhà vườn chưa qua đầu tư kêu giá rất là mềm anh chị à, có thể xem đất ngay và chốt chính chủ nha cái phần con đường mòn này đi vào là 41 m và đường mòn này cũng là đường đi vào phía sau bên trong những miếng đất canh tác của người ta nè thì à, tính ra đất mình là đất hai mặt tiền đường nha anh chị một mặt tiền đường chính trên sổ và một con đường phụ đường mòn phía này có một số cây dừa rất là đẹp luôn nha. Cái phần hậu cuối cùng của mình là 41m, à, nó sẽ giáp tranh với một cái ao phía sau. thì nói chung á cái ao này nó đào lâu rồi và không ảnh hưởng tới đất của mình nha anh chị. Đây từ vị trí này nè là hết 41m rồi và giữa cái đám tre này đấy là cái ranh giới á, kéo dài qua phần bên kia luôn là 76m anh chị có thể hình dung được thế đất của mình nha đó, khu này thì trồng những cái bụi tầm dông tre giữa cái ranh đất của mình và một cái ao phía sau cũng là hàng ranh à, trên thửa đất luôn nha anh chị phân biệt rõ ràng đây để em quay cái ao cho anh chị xem nằm phía sau đất của mình đảm bảo được không khí rất là trong lành và thoáng mát nha đấy cái ao phía sau đất của mình đó là tổng thể thông tin về lô đất ngày hôm nay mà em muốn chia sẻ đến anh chị nhà đầu tư cũng như là những anh chị cần tìm đất để an cư ngay giá rẻ khu đông dân cư và có thể kinh doanh buôn bán nha cho anh chị xem lại một lần nữa cái mặt bằng đất của mình rất là thoáng và có cây dừa và cây sòi trên đất của mình luôn thì bây giờ bắt đầu từ vị trí lô đất em sẽ đưa anh chị di chuyển ra cái ấp dân hóa Long Cường nha anh chị anh chị chú ý quan sát hai bên nhà cửa sang sát với nhau À, bây giờ thì đến phần báo giá hiện tại chủ đang kêu bán tổng thể hết 1.600m2 đất này với cái giá trị là 750 triệu còn thương lượng nhẹ nha anh chị. Giá 750 triệu để mua đến 1.600m2 đất cũng thật sự đáng là cân nhắc nha và di chuyển cách ấp chân hóa Long Cường là chỉ khoảng 800m thôi. Khu vực hai bên đông dân cư à, chỗ này thì người ta canh tác nông nghiệp nha anh chị, nhà nào cũng vậy. À đến đây thì video em xin tạm dừng anh chị nào đang xem video này à nếu thích lô đất xin hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 098 1877 139 để đi xem đất trực tiếp và gặp chính chủ chốt ngay lô đất này và lô này có thể ra rất là nhanh nếu anh chị chậm tay thì sẽ không còn nha anh chị cũng không quên là nhấn đăng ký kênh đồng thời bật chuông thông báo thì anh chị có thể hưởng được quyền lợi là nhận những video em vừa đăng À, lên sớm nhất mới nhất thì anh chị có cơ hội là sở hữu ngay trước những người xem sau. Đây là ấp Bồng Hóa Long Cường nè anh chị. Thì đến đây video em xin tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo về nhà và đất trên kênh Điện Thoại tinh Em Long Hoàng xin kính chào.